Thì mơ tí hả? Cả nhà dậy à? Mới ngủ dậy à? Jason trên đền mặc đồ sẵn sàng rồi. Lấy thẻ kìa. Rồi, nhà mình tiếp tục lên đường. Lên đường mọi người. Good morning mọi người. Sáng ra thằng Jason với thằng Jayden nó chạy xuống dưới cái phòng game này mọi người. Đây người ta có phòng game room này, ở trong khách sạn đó mọi người. Mở cửa từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối à. Tí nữa mình đi vào ăn buffet, ăn sáng ở khách sạn xong rồi mình đi. Em mấy đứa. Tí nó chơi tí đi, người mình đứng mình chờ tí, người ta kêu 5 phút nữa mình đi vào mình ăn sáng á. Khách sạn người ta có một cái phòng game room này cho con nít nè mọi người. Ngắn đi bao nhiêu nè? Nhà hàng buffet sáng ở kia mọi người. Đi vào đây ăn sáng mọi người. Thì ăn sáng ở khách sạn nè. Người ta có yogurt nè, ăn sáng có tây thì có yogurt. Xong rồi có bánh mì, có bơ, có cái máy nướng ở đây. Đây là những cái loại chêm để mình trét vào bánh mì mình ăn đó mọi người. Có croissant nè. Ở phía bên này là đồ mặn nè. Đây là mình có nấm nè. Xong rồi đây có trứng scrambled egg. Ở đây thì có bacon. Ở đây có xúc xích gà, chicken sausage. Ở đây có khoai tây hash brown. Ở đây có tomato, cà chua nướng. Và đây có đậu. Bên này thì có đồ uống, cà phê, trà, đồ các thứ không ạ? Có cà phê, có trà, rồi có nước cam, nước táo. Ok, bây giờ mình đi ăn sáng đây. Brown với là bacon. Thì đồ ăn sáng của Tây, của người Tây người ta ăn vậy mọi người. Ăn bánh mì với bơ, xúc xích, xong rồi bacon, xong rồi uống nước cam. Bánh mì ăn với bơ. Mời mọi người ăn sáng. Mọi người ăn sáng nha. Nhà mình ăn sáng xong rồi nhà mình sẽ mọi người đi khám phá Adelaide. Nhà mình ăn sáng ở đây là một người là 32 đô các bạn ạ. Con nít thì là nửa giá của người lớn ha.
Nhà mình vừa mới ăn sáng ở trong cái nhà hàng này xong rồi mọi người. Bây giờ sẽ đi xuống xuống dưới lầu dưới Car Park để lấy xe rồi nhà mình sẽ đi khám phá Underlay. Đi, mình đi xuống xuống Car Park lấy xe. Mấy mẹ con sống ảo ác quá. Mấy mẹ con. Đi, mình đi ngồi tí trưa là nắng ạ. Hôm nay thì nhà mình có cái kế hoạch là đi tới một cái ngôi làng của người Đức mà lâu đời nhất ở Úc này mọi người. Nhà mình đi tới cái vùng kêu là Underlay Hill, nhưng mà cái ngôi làng này có tên là Handup. Thì nhà mình đang trên đường đi tới đó đây. Từ đây từ trung tâm thành phố Underlay chạy tới đó khoảng nửa tiếng mọi người. Bây giờ nhà mình đang trên đường tới ngôi làng Handup. Thì tới đó có cái gì thì nhà mình sẽ chia sẻ trong cái video này nha mọi người. Nhà mình vừa lái xe ra khỏi thành phố Underlay rồi. Đường chính ở cái vùng Handup này mọi người, Handup Christmas Village. Thì nãy nhà mình chạy xe từ ở dưới tới lên thì nhìn hai bên là thấy có những cái nhà hàng và những cái tiệm bán đồ lưu niệm rồi cũng nhiều thứ lắm, rồi quán cà phê. Rồi những cái cửa hàng mà làm đồ bằng tay đó mọi người. Đó thì hai bên này, hai bên đường. Bây giờ mình đậu xe ở đây rồi. Đậu xe ở đây đi bộ vòng coi thử có cái gì hay không. Thấy người ta nói là cái địa điểm này là cũng là một cái địa điểm du lịch ở thành phố Underlay này, nên nhà mình cũng muốn đi xem thử coi như thế nào. Đây nhà mình đi từ cuối làng, bắt đầu từ cuối làng đi tham quan thử coi có gì đẹp không. Dạ thưa cô, những cái nhà kiến trúc cứ thấp như vậy mà mọi người. Không biết là bên Đức nó có thấp này không? Những cái căn nhà này là từ hồi xưa đến bây giờ người ta là ở cái làng này là được
được đưa vào di tích lịch sử của di tích di sản của tiểu bang South Australia Nam Úc đó mọi người. Đây những cái quán bia của bia này, bia chắc bán bia của người Đức đây, nhưng mà bữa nay lễ người ta đóng cửa mất rồi. Còn không là vào đây uống bia, bia bên Đức là một cái ly nó to này. À. Ở bên kia có bán German hot dog kìa. German hot dog ăn ngon lắm á. Đây, mình đi vào đây coi tiệm nó bán đồ Christmas nè. Yeah, cho. The German Village Shop. Ở cuckoo clock. Đây là cuckoo clock, đây này kêu cuckoo clock à. Đồng hồ này đắt lắm á mọi người. Nè cái này là 790 một cái này. Đây là made in Germany luôn á, làm ở Đức luôn á. Cái này nè, nhìn là 501 nè mọi người. Mấy cái to 4.000 mấy luôn á. Nè. Mọi người thấy cái này không? 4.200. Một cái đồng hồ 4.200. Cái này là 3.200 đô. Những cái ly bia này là những cái ly này mà uống bia thiệt là bia của Đức, mà uống một cái ly nó bự. Đây là những cái ly nhỏ nhỏ này. Đây này, đây uống bia Đức là phải uống những cái ly như này đó. Đó. Như vậy sao? Cái hình Christmas đẹp lắm rồi. Đi Nhi ơi, mình qua shop khác đi Nhi ơi, mình đi coi nữa đi. Thank you.
cho Trần ơi, mình đi trong đây đi. Wow, đây có bông quá đẹp mà. Người ta bán những cái áo đầm nè. Nhà hàng người ta xếp hàng rồi nè. Nhà hàng bán đồ bia, bán đồ Đức nè. Đồ Đức người ta hay ăn cái bánh này với cái đùi như cái snuckle đó mọi người. Đây có ngồi ngoài đường, có những bàn để ngồi ngoài đường cũng đẹp. Sài Gòn này, cái gì là có bánh mì nè. Giữa ngôi làng Đức có một nhà hàng Việt Nam tên là Sài Gòn Việt Roll, bán bánh mì thịt, chả giò, gỏi cuốn. Nhà mình mới nói chuyện với cái anh chủ tiệm Sài Gòn bán đồ Việt Nam ở đây nè mọi người. Thì anh nói là cái ngôi làng này là đã gần 200 năm rồi. Những cái căn nhà như thế này là nhà cổ, người ta không có muốn sửa mọi người, để người ta giữ lại cái văn hóa, cái giống kiểu như là di tích vậy mọi người. Đó. Nhìn nó cổ lắm mà. Tiệm này bán đồ da nè, đồ những cái đồ bằng da như dây nịt với là mũ rồi bót rồi. Đây là những cái da nè, da này người ta thuộc rồi, da bò. Lúc cái đau. Cái này bán đồ ngọt của Đức nè. Đi vào đây coi nè. Wow, quá chừng đồ ngọt luôn. Shop này bán
nến mọi người, candle. Còn ở đây thơm quá. Đây có người ta làm nến ở đây luôn nè. Nhà thấp á, đứng nó đụng đầu luôn. Nhà nhìn rất là cổ. Là gì hả? Nhà thấp á. Cái này 200 years old house rồi đó. Nhà hàng này người ta bán nhà hàng trong rồi bán bia, bia của Đức. Thì nói chung là cái Handorf Village này là tới đây mình tham quan những cái nét văn hóa cổ của cái, những người Đức mà di cư tới Úc này là lâu đời rồi đó mọi người. Thì tới đây mọi người ăn uống hay là đi đi dọc cái con đường chính này nè, rồi tham quan là mấy cái tiệm bán đồ lưu niệm, rồi bán những cái đồ handmade, rồi xong rồi có những cái nhà hàng của Đức bán những cái món ăn như là xúc xích của Đức hoặc là bia Đức đó. Thì đó là những cái hoạt động ở ngay cái ngôi làng này thôi. Ngoài ra thì cũng nếu mà cho trẻ em thì cũng không có cái gì là đặc biệt cho trẻ em ở đây cả. Thì người lớn đi tới đây chụp hình những cái nhà cổ này nè mọi người. Nhà mình hồi nãy đi bên kia một vòng, giờ đi lên đây một vòng nữa. Chia sẻ một ít hình ảnh về cái ngôi làng Handorf ở thành phố Adelaide với mọi người. Nếu ai chưa tới cái làng Handorf này thì cũng biết thêm một ít hình ảnh. Lỡ mà mọi người có dịp đi tới đây, nếu mà mọi người muốn đi tới đây tham quan. Nhà mình vừa mới đi chơi ở cái làng của người Đức kia, mới về khách sạn. Bây giờ nhà mình sẽ đi cái khu shop ở đây là lớn nhất ở thành phố Adelaide đây nè mọi người. Cô là Rundle Mall nè. Khách sạn của nhà mình ở là sát bên, là đi bộ 2 phút là tới. Bây giờ mình đi qua đây và đỡ hôm nay coi người ta có sell đồ gì không. Ở đây có gống trà này. Hôm nay ở Adelaide là 38 độ. Bữa nay người đông hơn hôm qua nè.
đây là shop chocolate hay. Bữa nay nóng quá, hàng gông trà xếp hàng đắt hàng quá chừng. Khu này là kêu là Randall Mall nha mọi người. Đường này nó cũng giống như cái shop bên ở dưới Brisbane đó hả? Ở dưới Brisbane kêu bằng gì nhỉ? Queen gì nhỉ? Còn kêu là gì, tên gì của em á? Cái đoạn đường shopping này dài á chứ. Đây là mọi người, cái chỗ khu này tên là Randall Mall này, Plaza này. Mình đi ở ngoài này trước đi, tí nữa đi vào trong. Bữa nay người ở đâu quá chừng. Đây có cửa hàng Apple nữa này, Apple Store đây. Ủa, cũng buộc bên đây đóng cửa à? Cú shop lớn lắm mọi người, chắc phải dài cả cây số từ đầu đường tới cuối đường, đủ các hiệu hết.
Vào nguyên một đoạn đường khu shop mà dài đủ các hiệu hết mọi người ơi. Đó, tới đây là rách cuối à. Nguyên một đoạn đường luôn, dài từ phải một cây số mọi người.